Ngày 8 tháng 4, bà Nguyễn Thanh Bích, vợ của tiến sĩ Bùi Quang Tín đã có đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết bất ngờ của chồng bà vào ngày 5 tháng 4. Tại đơn yêu cầu, bà Bích dẫn một số mâu thuẫn trong lời khai của các bên liên quan, các nghi vấn từ việc chứng kiến khám nghiệm tử thi và cho rằng việc ông Tín rơi từ tầng 14 của căn hộ chung cư là do có người khác hãm hại. Từ đó, bà Bích đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm sáng tỏ về cái chết của chồng bà để trả lại công lý cho gia đình. Cũng trong ngày 8 tháng 4, bà Bích đã ký đơn mời một số luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong giai đoạn điều tra cho đến khi vụ án kết thúc. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, hiện nay có ít nhất là 7 luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư thuộc các tỉnh thành được bà Bích mời tham gia bảo vệ trong giai đoạn điều tra và các bước tiếp theo của vụ án nếu có. Tiến sĩ Bùi Quang Tín, 44 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, là giảng viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký một loạt quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức để tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với hai lãnh đạo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, gồm ông Bùi Hữu Toàn, hiệu trưởng nhà trường, ông Nguyễn Đức Trung, phó hiệu trưởng. Thời hạn đình chỉ 15 ngày kể từ ngày hôm nay 8 tháng 4. Đồng thời, ông Đoàn Thanh Hà, phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức quản lý với các cá nhân gồm: 1. Ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế. 2. Ông Nguyễn Anh Vũ, trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu. 3. Ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế. 4. Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng. 5. Ông Phùng Văn Ứng, Phó trưởng khoa lý luận chính trị. Tất cả những người này cũng bị tạm đình chỉ công tác trong vòng 15 ngày kể từ ngày 8 tháng 4 để xem xét kiểm điểm xử lý kỷ luật do vi phạm quy định hiện nay về các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19. Những cán bộ này có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ đang thực hiện cho lãnh đạo các đơn vị mình đang công tác trong thời gian tạm đình chỉ, đồng thời được hưởng 50% lương và các khoản phụ cấp nếu có theo quy định. Trước đó, tối ngày 6 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm việc để xảy ra tình trạng tụ tập đông người trong vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Sau khi nhận được báo cáo, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan chủ quản của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu nhà trường phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho ông Bùi Quang Tín đầy đủ, chu đáo, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương để thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch hiện nay khi tổ chức tang lễ. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ban giám hiệu nhà trường cũng phải chỉ đạo tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch để tình trạng tổ chức ăn uống tụ tập đông người, xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm và báo cáo thống đốc kết quả thực hiện. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét xử lý nghiêm theo quy định. Như đã thông tin, ngày 5 tháng 4 tại căn hộ D14-11, chung cư New Sài Gòn, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của ông Trần Việt Dũng, 32 tuổi, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng, có tổ chức tiệc cùng với 8 người đang làm việc tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Những người được mời gồm các ông Bùi Quang Tín, 44 tuổi, Bùi Hữu Toàn, 45 tuổi là hiệu trưởng, Nguyễn Đức Trung, 41 tuổi, phó hiệu trưởng ở căn hộ khác cũng tại chung cư New Sài Gòn và một số người khác. Tại đây, 8 người, trừ ông Toàn do phải tự lái xe, đã uống hết 3 chai rượu và 12 lon bia. Đến khoảng 15:30 cùng ngày, một số người lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt. Sau đó, ông Dũng quay về phòng dọn dẹp. Riêng ông Trung và ông Tín ở lại căn hộ nằm nghỉ, nói chuyện với nhau tại ghế salon. Khoảng 17 giờ cùng ngày, do có hẹn với bạn gái nên ông Dũng đi ra ngoài trước, còn ông Trung và ông Tín vẫn ở lại nói chuyện. Trong lúc đang nằm nghỉ, ông Tín đứng lên nói muốn đi về nhà, nhưng ông Trung khuyên ông Tín ở lại nghỉ mệt, nếu có về thì gọi cho vợ ông Tín đến đưa về. Tuy nhiên sau đó, ông Tín mở cửa căn hộ đi ra hành lang để dép lại trước cửa phòng. Hai điện thoại trợ của ông Tín cũng để lại phòng và nói với ông Trung rằng ông Tín tự đi về. Nghĩ ông Tín tự đi về được nên là ông Trung quay vào căn hộ nằm nghỉ. Khi vào đến phòng, ông
Ông Trung nghe thấy tiếng động ở ngoài và đi ra khu vực giếng trời kiểm tra. Ông Trung khai lúc này do mắt cận và uống nhiều bia rượu nên ông không nhìn xuống phía dưới được, dự cảm có chuyện chẳng lành. Ông Trung gọi điện thoại cho ông Dũng về căn hộ. Thời điểm ông Dũng đi về chung cư thì mọi người xác định ông Tín đã chết. Một bảo vệ đang trực tại tầng trệt block D2, chung cư New Sài Gòn cho biết khoảng 17:30 ngày 5 tháng 4, bảo vệ nghe thấy một tiếng động lớn nên đi đến khu vực giếng trời kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động do rơi từ trên cao xuống.